Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận và thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp như Nghị quyết quy định nội dung mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2027. Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều về mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy đối với đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An cùng một số nghị quyết quan trọng khác.